Khán giả Nguyễn Đồng Tân có số điện thoại 0967, 3 số cuối 139 đến từ Quốc Oai, Đạ Tẻ, Lâm Đồng. Khán giả có hỏi chuyên gia về 1.000 cây cà phê có hiện tượng là lá và ngọn không phát triển, cây bị vàng lá, xoăn lá. Ngoài ra thì không có hiện tượng nào khác. Xin được hỏi chuyên gia nguyên nhân và cách khắc phục cho cây như thế nào. Xin mời chuyên gia. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Cái thứ nhất là khán giả mô tả là lá và ngọn là không phát triển. Và cây thì bị vàng lá. Thì cái hiện tượng này nó do nhiều nguyên nhân. Có thể do bác bón thiếu dinh dưỡng, thì nó không có dinh dưỡng, nó nuôi cây thì nó mới lại không phát triển. Đấy, lá và ngọn không phát triển được, cây nó cứ cằn cỗi nó đứng đó. Hoặc là còn một hiện tượng nữa, không phải do dinh dưỡng mà có thể do nấm, do tuyến trùng ở trong đất nó gây hại. Nó gây cái hiện tượng vàng rụng lá, thối rễ. Đấy, thì chúng ta cần phải xem. Nó sẽ làm cho cây vàng từ từ bị nặng thì sẽ dẫn đến rụng lá, và nặng quá thì mới dẫn đến chết cây, mà chúng tôi hay gọi là bệnh vàng lá chết chậm. Thì bác cần phải kiểm tra bộ rễ. Nếu bộ rễ nó hư hại do nấm, do tuyến trùng thì bác lại cần phải phun thuốc trừ nấm hoặc là trừ tuyến trùng thì mới được. Thế còn cái hiện tượng xoắn lá, thì cái lá nó đang yên, đang lành mà nó bị xoắn vào, nó bị co vào thì chứng tỏ là nó bị mất dinh dưỡng. Thì chỉ có những cái loài chích hút thì nó mới lấy dinh dưỡng, nó chích hút, nó lấy dinh dưỡng thì nó làm cho cái lá mất dinh dưỡng và bị co nhỏ lại, bị quặn lại. Thì đấy là cái hiện tượng lại do côn trùng chích hút. Đấy, và côn trùng chích hút mà nó mang mầm bệnh virus thì nó lại truyền cái bệnh xoắn lá, xoắn ngọn thì lại rất nguy hiểm, vì không có thuốc trừ virus mà chúng ta cũng chỉ có thuốc trừ những cái con chích hút. Đấy, trừ những con môi giới vừa, những con chích hút vừa gây hại trực tiếp là làm lá nó xoắn lại, vừa gây hại gián tiếp là truyền bệnh virus. Thế cho nên bác cần phải kiểm tra xem là cây của bác nó nguyên nhân nó do đâu. Thứ nhất bác kiểm tra lại do dinh dưỡng, thì nếu thiếu thì bác cần phải bổ sung phân chuồng hoai mục, hoặc là phân hữu cơ vi sinh, hoặc là NPK cộng TE cho cây sinh trưởng và phát triển thì mới được. Thế còn nếu như mà nó bị vàng lá, vàng ngọn, cây không phát triển được mà kiểm tra thấy bộ rễ nó bị hư, nó bị nâu đen, nó bị thối thì nó không hút được dinh dưỡng, nó mới làm cho cây như thế, thì chúng ta cũng vẫn phải tăng cường bón phân chuồng hoai mục, phân lân cộng với nấm Trichoderma, hoặc là các cái chế phẩm sinh học chứa nấm, chứa vi khuẩn, chứa xạ khuẩn có ích để chúng ta bón vào trong đất. Đấy, vì trong phân chuồng hoai mục là nó sẽ có cả những tuyến trùng có ích, thế rồi là những cái vi sinh vật, những nấm có ích nó tấn công lại những nấm có hại. Đấy, thì chúng ta có thể áp dụng biện pháp này. Nếu như nó còn bệnh, nó còn nhẹ, nghĩa là nó chưa lây lan, nó chưa phát triển. Thế còn nếu mà bệnh nó nặng thì chúng ta cần phải sử dụng hóa chất trừ tuyến trùng, trừ nấm. Sau đó thì chúng ta lại áp dụng biện pháp sinh học. Đấy, thì bác cần phải xem lại, xem là cây nhà bác nó bị những nguyên nhân gì, thì chúng ta có thể do dinh dưỡng, có thể do nấm, do tuyến trùng nó tấn công, thì chúng ta có thể sử dụng các cái thuốc trừ tuyến trùng như Amamectin hoặc là Etobrofos hoặc là Metadium, với những cái thuốc mà trừ tuyến trùng để chúng ta bón vào trong đất.